Dạ thưa cha, thưa đồng đồng, chúng con là người ngoại đạo, con được ơn của Chúa năm ơn. Ơn thứ nhất là con bị u năng buồng trứng 46 mm. Ơn thứ hai là con bị sỏi thận 15 mm. Ơn thứ ba là con bị rối loạn tiền đình. Ơn thứ tư là con mất ngủ 10 năm. Ơn thứ năm là con bị gan nhiễm mỡ. Nhưng cuối cùng con đi bác sĩ thì để không chữa khỏi, uống thuốc tây thuốc nam thì không được. Con đi có một người bạn, họ đi làm tân sót về, họ giới thiệu cho con. Thế 6 chị em con, thế là bắt đầu rủ nhau đi mà không biết chỗ, chỉ cứ đi thí xác, người ta chỉ nhà bè thôi. Chúng con cứ đi thí xác thì tìm được tới đây. Con đi được, con cứ đi thí xác đấy rồi hỏi thăm. Chính đi gì? Thí xác. Gọi là đi thí xác. Ghê, ta đi thí xác. Đấy là cái con đường hẹp đấy. Con đường mà Chúa mời gọi chúng ta đi là phải đi thí xác đúng luôn, cho mọi tạm hóa tay thưa anh chị em. Vì mình không biết là nó như thế nào. Đấy, một người ngoại đạo mà họ có lòng tín thác, mà họ dám thí xác. Tín thác là phải thí xác. Thí xác tức là tín thác. Nhớ chưa? Tín thác là thí xác. Mà thí xác tức là tín thác. Vì cái con đường chông gai, con đường hẹp, biết nó đi về đâu. Còn con đường rộng rãi mình nhìn thấy, à rộng rãi về còn thấy cuối đường còn có cái gì. Còn đây con đường mà mình chả biết đi như thế nào. Những người ngoại đạo mà chưa biết nhà bè ở đâu, chưa biết giáo điểm tin mừng như thế nào, mà cứ đi, đó là gọi là đi thí xác. Mà đi thí xác vậy thì phải có lòng tín thác. Rồi sao nữa con, rồi sao, rồi đến đây cũng mất xác không? Rồi con đi vào đây xong được một, con thấy đau bệnh gì nữa. Một tháng sau con về siêu âm lại thì con khỏi toàn bộ. Bây giờ bệnh của con mất ngủ 10 năm rồi con ngủ được, thưa cha. Có mất xác không? Không. Mà còn hết toàn bộ những cơn bệnh, như chỉ kể là năm thứ bệnh, mà nhất là bệnh mất ngủ 10 năm như vậy đấy. Nè, bây giờ con vô hôm nay, con là đạo thờ cha mẹ. Hôm nay con vô đây, con cảm ơn cộng đồng, cảm ơn cha, mà con tạ ơn Chúa. Cần con. Cảm. Con xin chào cha, con là Vương Thị Xuân ở Thạch Hà Tĩnh. Con bị bệnh nhiều lắm, con bị bệnh đau đầu, đau dạ dày và con u máu trong gan, con nhiều bệnh lắm. Nhưng mà con dơ về đến Long Thương Chuột lần đầu tiên, con nhớ cái bà và dạo đó, con mượn cái máy của ba đó, ba đưa cho con gói và con hằng ngày con cầu nguyện Long Thương Xót Chùa và được con lành hết bệnh. Và có trong nhà của ông nội của con cũng 3 lần tái biến, nhưng mà chết cùng 3 lần rồi. Nhưng mà thì lúc nào đi viện thì chết giả, thì con cứ cầu nguyện chạy viện trả về, thì con ngồi ngoài cứ cầu nguyện thì giờ ông nhà con về ăn được cơm rồi. Bây giờ con là ông đứng nằm trên giường đó, nhưng mà con cũng cố gắng để con đi vào thì tạ ơn Chúa và cảm ơn cha và cảm ơn cộng đoàn. Con là tên thánh là gì? Con là Lương Dân. Con là thơ, con là thơ đạo cha mẹ thơ, con là giáo dân, con là Lương Dân. Đây tặng cho Lương Dân, tức là người dân lương thiện, gọi là lương dân nhé. Lương dân là người dân lương thiện. Đây tặng cho người lương dân cái máy nha. Đây tặng cho cái bà thí xác. rồi xin Chúa chúc lành cho chúng con. Hả? Con này nhà mà con xin được 4 gái, con đi chó hồ hết rồi. Con chó đi xin, con đi xin với con mua 1 gái, con xin được 3 gái, con chó hồ hết, con không có cái mua. Cho mà bà vui như vậy đó thưa anh chị em. Ta thấy một người ngoại đạo, một người lương dân mà mua một cái máy kiếm thêm 3 cái nữa và cho những cái người lương dân khác, những người